đạo, tức là các hoạt động giúp đỡ cộng đồng. Mình thì nhân nghĩa là con người, đạo nghĩa là đức, và nhân đạo nghĩa là đạo đức cần có của mỗi con người. Theo em thì nhân đạo là một trong những đức tính quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. Trong những lý do mà UNESCO, Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục Liên Hợp Quốc tiến hành kỷ niệm danh nhân Hồ Chí Minh năm 1990 có lý do: Hồ Chí Minh, nhà nhân văn. Đúng, Hồ Chí Minh là một nhà nhân văn. Điều này được thể hiện trong toàn bộ hoạt động chính trị và xã hội của người, trong toàn bộ các trước tác của người, trong từng bài thơ mà người đã viết trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Không phải bỗng nhiên mà nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới công nhận tình cảm nhân đạo của người. Đức tính ấy đã ăn sâu vào máu thịt của người từ khi trở thành người con đất Việt. Năm 1942, Bác Hồ bị bọn Tưởng Giới Thạch bắt giam ở Trung Quốc. Trong hoàn cảnh ấy, người vẫn ung dung làm thơ, những vần thơ hết sức giản dị về cuộc sống lao tù và con người, cảnh vật xung quanh. Bác vốn không ghét bỏ người dân Trung Quốc, kẻ đã đưa Bác vào trốn ngục tù mà trở nên đồng cảm với họ hơn. Bỗng nghe trong ngục sáo vi vu, khúc nhạc tình quê chuyển điệu sâu. Cũng có lần, người đã từng trăn trở, nghĩ cho cùng, cũng như mọi vấn đề khác, là vấn đề ở đời và làm người. Tư tưởng nhân đạo ấy chính là nguồn gốc con người Chủ tịch Hồ Chí Minh, cái gốc mà thế hệ thanh niên Việt Nam cần nuôi dưỡng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người. Được thành lập vào ngày 11 tháng 10 năm 2010, câu lạc bộ tình nguyện Big Hug Volunteer Club, viết tắt là BHVC của Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay đã bước sang năm thứ 6. Với các hoạt động tình nguyện mang tính nhân đạo sâu sắc, câu lạc bộ tình nguyện đã dần tạo nên các phong trào, các hoạt động gắn kết cộng đồng, tạo nên khối sinh viên vững mạnh trong Trường Đại học Kinh tế. Hay những hoạt động ấn tượng mà các bạn sinh viên đều mong muốn được tham gia. Xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ các bạn trẻ đến từ câu lạc bộ Big Hug của Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chào các bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân cũng như là về tổ chức mà các bạn đang tham gia được không? Chào bạn, mình là Hà và đây là Lan, mình là thành viên từ câu lạc bộ Big Hug. Big Hug là câu lạc bộ tình nguyện của Trường Đại học Kinh tế Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Sức lan tỏa của Big Hug không chỉ ảnh hưởng đến các bạn sinh viên trong trường mà còn ảnh hưởng đến tất cả bạn sinh viên trên địa bàn Hà Nội. Bạn có thể tiếp tục chia sẻ những định hướng của Big Hug có được không? Định hướng hoạt động của câu lạc bộ Big Hug trong năm tới đó là tiếp tục duy trì và phát huy các hoạt động mà những năm trước chúng mình đã làm được. Đồng thời thì chúng mình tìm hiểu thêm nhiều hoạt động khác trong và ngoài địa bàn thành phố Hà Nội, giúp cho các bạn sinh viên thể hiện được cái tinh thần tình nguyện. Vậy thì không biết là cái tinh thần chủ đạo của Big Hug là gì? Tinh thần chủ đạo của câu lạc bộ Big Hug đó là tinh thần nhân đạo, thể hiện tình yêu thương giữa con người với nhau. Cái tinh thần nhân đạo mà bạn vừa đề cập đến thì câu lạc bộ Big Hug của các bạn có ảnh hưởng từ nhân vật nào không? Theo mình thì nhân vật mà có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với câu lạc bộ và chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tương lai các bạn có cái kế hoạch hay là dự định gì mà muốn chia sẻ và muốn lan tỏa đến mọi người để ngày càng phát huy cái tinh thần nhân đạo mà các bạn vừa đề cập tới hay không? Dự định của câu lạc bộ mình trong tương lai sẽ là vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động thường niên của câu lạc bộ, như là ngày hội hoa hướng dương dành cho các bệnh nhi ung thư và chương trình hiến máu nhân đạo kết hợp với bệnh viện huyết học truyền máu trung ương tổ chức. Hoặc là chúng mình có thể thể hiện cái tinh thần tương thân tương ái qua các hành động nhỏ hàng ngày, như là mọi người mà có vấn đề gì xảy ra thì bọn mình sẵn sàng giúp đỡ. Những bạn trẻ đến từ câu lạc bộ tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, những thanh niên đem tới sự nhiệt tình, trẻ trung, nồng nhiệt. Họ không chỉ gắn kết với nhau thành một khối vững mạnh, mà hơn cả, khối vững mạnh ấy lại cùng gắn kết với xã hội của chúng ta. Có gì đẹp trên đời hơn thế? Người với người sống để yêu nhau. Đó cũng chính là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người luôn đề cao tình yêu thương và trân trọng con người. Xuất phát điểm để trở thành một nhà cách mạng, một người cộng sản vang danh khắp năm châu bốn bể là chính từ một con người yêu nước, yêu thương chính nhân dân tổ quốc mình. Tình cảm đáng quý và đáng trân trọng ấy đã soi đường dẫn lối, giữ lửa cách mạng cho những cuộc kháng chiến gian khổ, đầy chông gai của dân tộc Việt Nam. Một dân tộc của những con người gai góc, bất khuất, anh dũng hy sinh trên mặt trận chiến trường. Và cũng chính dân tộc ấy là những con người nồng hậu, họ yêu thương, đùm bọc, che chở cho nhau, cùng nhau bước qua những năm tháng bom rơi đạn nổ, để đến kỳ hòa bình, thế hệ thanh niên Việt Nam là những người trẻ tiếp bước, chúng ta vẫn luôn noi theo thế hệ đi trước, noi theo tư tưởng nhân đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
người với người sống để yêu nhau.